Tân cũng từng là một học trò, vậy thì cô phản ánh là không học giỏi. Chỉ mà bây giờ ai cũng bảo ông là thiên tài. Tân có niềm đam mê với đồ điện, còn mình thì thích ra. Nhưng Tân học không giỏi, mình cũng có giỏi đâu. Nhưng Tân có nhiều phát minh nổi tiếng về điện. Vậy như một ngày nào đó mình sẽ trở thành người nổi tiếng như thơ ca. Ngày xưa một trái táo rơi nên Tân cúi nhặt ắt ra thiên tài. Ngày nay mình nhặt lá rơi trúng thời những án thơ dài quá hay. Đã ắt phải thiên tài người ơi. Ước gì có một phép thuật nào đó có thể biến mình từ nhà học lớp trở thành người học giỏi. Có người nào đó chạy bàn tưởng cho con của mình. Mình sẽ học giỏi lên dần, giỏi lên từng ngày. Hình như là lâu nay mình quên cái bó đèn phải. Tôi biết bạn đang làm gì. Bạn hãy khóc đi, khóc đi. Tôi dẫn đến đây khi bạn không cần. Chỉ để nhìn thấy nước mắt bạn không còn nữa. Chắc bạn còn xấu hổ lắm khi phải làm bạn với người thật dốt như tôi. Tôi cũng cố gắng học lắm chứ bộ, chỉ tại IQ của tôi không đủ. Mọi người chắc chẳng bao giờ hiểu được tâm trạng của tôi lúc này đâu. Ta hiểu. Thiên thần mà, làm sao hiểu được tâm trạng của người học dốt chứ. À, ở trển ta cũng học dốt mà. Nhưng mà không phải như các hạ. Ta không phải môn nào cũng dốt. Ta dốt vài môn thôi. Nhưng ông chẳng bao giờ hiểu được tâm trạng người bị xa lánh như thế nào đâu. Ta biết chứ, sao không? Các hạ chỉ hơn ta có một chuyện thôi. Chuyện gì? Các hạ chỉ bị xa lánh vì học dốt thôi. Chứ các hạ đâu bị xui xẻo triền miên như ta. Cả cõi thần tiên này đều xa lánh ta hết. Ai gặp ta cũng đều xui tận mạng hết. Tất cả mọi người khi thấy ta từ xa đều xa lánh ta hết. Sở dĩ ta nghỉ học là để giúp các bạn cùng lớp với ta tránh bị xui xẻo mà thôi đó. Các hạ không hiểu đâu. Các hạ còn nhỏ, học dở cách mấy đi nữa cũng có thể tuyển tập được cho học giỏi. Nhưng còn ta xui xẻo truyền miên như vậy thì làm sao mà hết được. Thôi được rồi, để ta giúp cho các hạ học giỏi nha. Thiệt hả xui xẻo? Ừ. Vậy có cách nào nhanh chóng học giỏi không hả xui xẻo? Bây giờ thì ta chỉ giúp được cho các hạ học giỏi tạm thời thôi. Nhưng mà muốn giỏi lâu dài mà thật sự á thì các hạ phải cố gắng học giỏi thôi. Chỉ có cách đó thôi nha. Phải chịu khó học thôi. Chỉ có một cách là tự bản thân mình cố gắng thôi nha. Nha. Ừ. Bây giờ em có thể trả lời câu hỏi được chưa? Dạ thưa cô. Trong những năm 1933 đến năm 1939, chính phủ Hitler đã thực hiện những chính sách kinh tế, chính trị và đối ngoại như sau. Về chính trị, từ năm 1933, chính phủ Hitler ráo riết thiết lập nền chuyên chính độc tài, công khai củng cố đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là đảng Cộng sản Đức.
Tháng 3 năm 1933, chính quyền phát xít vu cáo những người cộng sản đốt cháy nhà quốc hội, đặt đảng cộng sản ra ngoài dòng pháp luật và bắt giam 10 dạng đại diện đảng cộng sản. Trời, bữa nay còn một người uống phải thuốc gì vậy? Chắc là uống sữa bột thông minh hay là thuốc cải tạo trí nhớ gì đó. Buồn quá, im lặng đi, em tiếp tục. Năm 1934, Tổng thống Hindenburg qua đời. Hitler tuyên bố hủy bỏ hiến pháp Weimar, tự xưng là quốc trưởng suốt đời. Nền Cộng hòa Weimar hoàn toàn sụp đổ. Tốt, rất tốt. Hôm nay em có nhiều tiến bộ lắm nghe Ngọc Nữ. Cô có lời khen em cho em 10 điểm. Dạ, cảm ơn cô. Ê, Ngọc Nữ, mày có bí quyết gì hay vậy? Nữ, mình ngưỡng mộ Ngọc Nữ quá à. Phải Ngọc Nữ lớp mình không? Hay là chị em sinh đâu của nó vậy? Chất dày quá. Theo như quả báo của tôi á, thì Ngọc Nữ lớp mình sẽ ngày càng nổi tiếng vì học giỏi. Ngọc Nữ, học giỏi. Xong rồi. Ai à? Không tin được. Không thể tin được. Trời ơi ông Sơn ơi, ông làm ơn xuống đây dọn dẹp mấy cục sỏi này phụ với tôi coi, ngồi ở đó chơi game hoài vậy. Bà thấy tụi bạn chơi game thì thôi bà dọn đi. Làm biết thì sợ hả? Ba mẹ con mới đi học về. Coi sổ liên lạc của con nè. Mẹ, đọc đi mẹ. Đem qua đưa ba con đọc đi, mẹ đang lỡ tay mà. Ba, coi đi ba. Thì con đưa cho mẹ con coi đi, con thấy ba đang bận chơi điện tử sao? Thôi mà con lên thay đồ đi rồi xuống phụ mẹ dọn mấy cục đá kìa. Mẹ, đọc đi mẹ. Đem qua đưa gỏng đọc đi. Ui, ba đang chơi game mà. Để coi, một người học dốt toàn tập như Ngọc Nữ thì thầy cô sẽ nhận xét như thế nào? Ba. Trời ơi, thằng này làm quá à. Gì vậy? Đâu phải đọc. Trời ơi, cũng điểm cục cũ thôi à. Yếu rồi kém bài. Trời ơi, 10 năm nay rồi sổ liên lạc đâu có gì thay. Nhưng lần này khác mà ba. Mẹ. Trời đất ơi, làm gì ngã ngang hết trơn vậy? Đi đi mẹ. Đàn ông con trai gì mà yếu đuối quá. Thở ra một chút cái xỉu. Trời ơi, làm như lần đầu tiên biết nó học dốt vậy đó. Kết quả có tệ lắm thì cũng đâu có bị đuổi học đâu mà sợ. Tôi đã xin cho nó bao nhiêu lần rồi, cho nó ở lại lớp, mà nhà trường đâu có chịu, sợ mất điểm thi đua. Xỉu, điểm nhắc. Cái gì đây? Ngọc Nữ trong tuần vừa qua học hành tiến bộ, liên tiếp nhận được nhiều điểm 10. Tiến bộ vượt bậc. Dạ. Ông hay quá ha. Những chuyện như vậy mà ông cũng dám làm được.
Ông có biết ông làm như vậy là hại Ngọc Nữ chứ không phải giúp Ngọc Nữ không? Thì mà ai cũng biết á, là Ngọc Nữ đâu có giỏi thiệt. Ta chỉ giúp á để đối phó với thầy cô thôi mà. Làm gì mà sân si dữ vậy? Ê, nếu mà tập thể các hạ cần á thì ta giúp luôn cho. Hả? Cái gì? Ta quảng cáo hoài mà các hạ không có tin ta, cũng không thèm chịu ta giúp. Ê, kể như Ngọc Nữ là hàng mẫu đi. Hả? Đó, các hạ thấy hiệu quả rồi đó phải không? Hả? Thấy rồi, thấy rõ lắm rồi. Đó, đó, đúng rồi. Đó, đó, thì cả lớp nhờ ta giúp luôn đi. Đó, rồi cả lớp học giỏi như nhau. Cha mẹ thì vui mừng nè, thầy cô thì hãnh diện nè, còn các hạ thì không bị la rầy nữa, còn ta thì được 14 cái lục lạc. Lợi ba bên bốn bề, thấy ý kiến tài không? Lộc, đánh ông chi cho tội? Để tao mang ông vô toilet, nhắn vô bồn cầu là được rồi. Hả? Ê, tao sợ bồn cầu còn không thúi bằng ổng nữa đó mày. Các hạ không thích thì thôi chứ làm gì dữ vậy? Ta ra tay giúp một người á thì bị người kia dọa đánh rồi nhúng bồn cầu. Đúng là con người thường xuyên ganh tị. Ta là thần nè, mà chẳng có đứa nào coi ta ra gì hết á. Bây giờ ông tính sao? Ông tính tự xử phép thuật của mình hay là để tụi này ra tay? Ta đã hứa với Ngọc Nữ là sẽ giúp nữ, mà bây giờ Nam 11K các hạ ép ta rút lại lời hứa, thiệt tình ta rất là khó xử. Thôi, tha cho ổng đi, tụi mình tìm cách khác cứu một nữ. Mày đặt hẹn chỗ mơ mộng, mũi như con trâu vậy đó, chích đau muốn chết mà. Thôi, đừng kêu ca nữa. Ngọc Nữ là người thích mơ mộng. Ui dạ. Phải nói trong hoàn cảnh này á, thì Ngọc Nữ mới nghe. Ghê vậy đó. Tâm lý dữ ta, không biết có cái gì không á mà quan tâm tới sở thích của con người ta quá vậy. Bạn bè chung lớp mà. Khùng quá. Nữ đâu? Đâu? Đi vô đi. Tao lại đi chơi. Chơi cái gì mà chơi. Đi vô đi. Không được nghe định nghe chưa. Đi vô. Ngọc Nữ. Ngồi đi Ngọc Nữ. Ngồi xuống đi. Lộc hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy? Lộc nói đi. Ngọc Nữ nè. Tụi mình đã biết tất cả mọi chuyện về chuyện Ngọc Nữ tự nhiên học giỏi. Lộc nghĩ là Ngọc Nữ nên dừng lại đi. Lộc không có cười chơi hay phê phán như Ngọc Nữ đâu. Ngọc Nữ nên dừng lại trước khi mọi chuyện bị lỡ dở. Lộc có biết cảm giác của một người quanh năm bị chê bai, bị mắng mỏ là ngu dốt ra sao không? Có thể Lộc không hiểu được điều đó. Nhưng mà theo Lộc biết á, nếu mà mình thiếu iốt, mình có thể bổ sung. Chỉ cần cố gắng kiên trì chứ gì. 1001 lần tôi đã nghe được lời khuyên đó rồi, và cũng bấy nhiêu lần tôi thất bại đó. Lộc à, lần đầu tiên trong đời tôi mới biết được cảm giác vui sướng, hân hoan khi được mọi người khen thưởng, được ngưỡng mộ. Tôi biết học giỏi vậy là không tốt, nhưng còn tốt hơn là suốt đời bị chê bai, bị khi dễ là học dốt, đúng không? Nhưng mà nó giả, nó không có thật. Ngoài xã hội cũng có nhiều người học giỏi giả mà, có sao đâu. Báo chí phát hiện ông này bà kia có bằng giả hà rầm đó. Chẳng lẽ Ngọc Nữ muốn mình trả giá giống như mấy ông bà đó hả?
Tôi đã phóng lao rồi, không dừng lại được. Đọc cho các bạn dự kính chuyện này được không? Chắc không được đâu. Lộc. Tại vì khi mọi chuyện đổ vỡ, Ngọc Nữ phải đối diện với rất là nhiều khó khăn. Học là để cho bản thân mình, chứ không phải là để đối phó. Tôi đối phó tạm thời để có thời gian ôn lại căn bản. Điều đó chắc không xấu chứ. Dạch mặt bạn bè giữa chừng mới là thứ không ra gì. Tôi ghét những người giọng lưỡi ngọt ngào, nói năng cầu cao, ra vẻ ta đây giỏi giang hiểu biết lắm. Nữ! Nữ! Ngọc Nữ! Trước sau gì, chuyện cũng bại lộ. Lúc đó, Ngọc Nữ càng đối diện nhiều khó khăn hơn. Học là cho bản thân mình, chứ đâu phải là đối phó. Không thể bại lộ. Không có bằng chứng. Không ai có thể nhìn thấy xui xẻo ngoài 11K hết. Chỉ cần cả lớp im lặng là có thể rồi. Làm sao mà thằng Quý Lộc biết được chứ? Mình nó biết, hay cả đám biết luôn rồi. Chắc cả đám biết, vì thằng Thi nó cũng bô bô cái miệng chọc mình. Hay là xui xẻo mách lẻo với tụi nó. Đúng rồi. Xui xẻo! Xui xẻo! Xui xẻo ơi! Xui xẻo! Xui xẻo! Xui xẻo! Khuya rồi. Đêm khuya rồi. Làm gì la ông sầm vậy? Tại sao tụi con trai biết chuyện này vậy? Thì ta cũng có câu hỏi to đùng như các hạ vậy đó. Ông uống thuốc tàng hình lúc giao bản ghi bài cho tôi đọc không vậy? Chẳng những uống mà còn quá liều luôn nữa. Có bữa tàng hình tới khuya luôn đó. Trời ơi, tụi nó bắt mình phải chấm dứt. Nếu không á, thì tụi nó la làng lên cho mọi người biết. Giờ tôi phải làm sao đây xui xẻo? Ta đâu có biết đâu. Thì các hạ tính sao, biểu sao, ta làm theo. Trời ơi, tôi cần ông tư vấn cho tôi mà. Tư vấn là cái gì? Ở trên trển ta đâu có học cái này. Trời ơi, bây giờ sao? Tao đâu biết đâu. Bây giờ sao đấy, xui xẻo ơi là xui xẻo. Bực quá à. Hả? Bây giờ sao? 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ừ, sao? Đúng không? Phải, nhảy lại. Thì tao đá chân rồi rồi nè. Bây giờ sao? Này, bây giờ phải làm như vậy hả? Trước rồi. Rồi. Sao qua skill nha. Biết rồi. Rồi, 5 6 7 đi. Nữ. Đứa đây làm gì vậy? Đi vô. Vô chơi ha. Mấy bạn. Có khách nè. Nè. Ngồi đi. Lấy nước, lấy nước. Welcome to 11K Boys Room. Chẳng lẽ Lộc ghen tức với tôi đến mức như vậy sao? Lộc không ghen tức với Ngọc Nữ. Lộc chỉ thương hại cho sự học giỏi giả của Ngọc Nữ mà thôi. Còn nhiều cách để lấy lại căn bản kia mà. Đâu nhất thiết là phải dùng đến phép thuật của ổng. Bây giờ tụi mình chơi bài ngửi với nhau nha. Nói tóm lại, đây là cơ hội cuối cùng để Ngọc Nữ từ bỏ sự học giỏi không chính đáng của mình. Ngọc Nữ. Đồng ý bỏ phép thuật nha. Ủa mà ta thấy, lớp này đâu có ai dỗ dàng gì đâu. Hay, mà có học dở thì cũng đâu ai chia tách gì. Ai dốt hả? Đúng là làm thần mà sao không quay phong gì hết vậy nè. Mu
muốn ký lúc nào thì ký à. Đúng là số xui xẻo mà. Nhưng mà lâu nay tôi quen sống trong ánh hào quang rồi. Bây giờ xuống không được. Thì tụi này cũng biết là Ngọc Nữ không thể xuống nhanh được, nên quyết định cho Ngọc Nữ một tuần để bò lần xuống. Dũng, giải dối cho Ngọc Nữ. Một chốt của một người đặt lừa đảo. Ngọc Nữ hám danh, lưỡng lục hai mươi quả. Mở cửa, mở cửa đi, mở cửa nhanh lên. Gì vậy? Mở đi nhanh lên. Nó nào mở cửa thôi. Ôi gì mà ghê quá, đập cửa vậy. Ôi trời, cái gì vậy? Sao giờ này Ngọc Nữ giờ này mà qua Ngọc Nữ mà còn qua đây? À, gái lưới đâu mà kỳ cục quá. Tôi trả hết phép thuật cho ông á, tôi không cần nữa đâu, tôi không cần học giỏi nữa đâu. Tôi muốn học dở như lúc trước, dở hơn lúc trước cũng được nữa. Ủa, cho 7 ngày mà sao mới có 7 giờ có tác dụng vậy? Tôi không cần học dở nữa đâu. Mấy ông đừng mang chuyện này ra tiền trường kể nha. Tôi xấu hổ lắm. Ủa, chưa mà. Người ta đã nói từ lâu rồi mà không chịu nghe. Cứ muốn chứng tỏ khả năng học giỏi của mình. Lại còn nói lỡ lên cao rồi khó xuống. Giờ nửa đêm nửa hôm chạy qua đây, sao tự nhiên đổi ý nhanh quá vậy? Ác mộng. Sự thật bị phanh phui, bị hất hủi. Tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm. Thì có gì mà giấu được đâu. Cây kim trong bọc cũng bị lòi ra. Bà yên tâm đi, chúng tôi không có ý hại bà đâu, chỉ hù dọa thôi. Tại vì thằng Lộc không cho phép. Chứ không phải trò đùa này Lộc bày ra hả? Thì đúng là nó. Nhưng nó đầu tư một cái gì giúp cùng nữa, với lại các bạn. Làm có nhờ xui xẻo giúp làm gì đâu, đúng không? Bây giờ làm nhờ xui xẻo chút xíu à. Xíu à nha. Nhưng giúp mà làm đi. Xui xẻo. Còn chưa, ta chưa từng nghe Lam Các Hạ nói gì. Nhờ giải gì đi. Vậy ha. Thôi mà, xui xẻo đi, giúp làm đi. Làm sao hậu tạ xui xẻo? Hả? Thần gì mà không chịu giúp người gì hết á. Thấy ghét.
Lam! Lam! Đừng có buồn. Ráng năn nỉ ông chút xíu nữa đi. Ổng á, thương người lắm á. Với lại, dễ bị muội lòng lắm. Và dễ bị dụ nữa. Ủa? Bình thường, thấy ổng lạng qua lạng lại, cứ tụi mình nhờ giúp đỡ. Mà sao hôm nay á, ổng làm gì ổng dở chứng, ổng mới nhận xô vậy ta? Chắc ổng tưởng mình là sao, nên mới chảnh vậy đó. Còn gì là thần ta? Lam Các Hạ, đúng là thành tích hại bản thân. Nè, mà tại sao Lam Các Hạ không nhờ ta cái gì mà lại nhờ ta giải phép thuật? Phép thuật á, đâu phải là môn văn hay là bài toán mà ai học cũng được. Tại là muốn giúp người khác, muốn làm việc tốt như là thiên thần vậy đó. Mà sao Lam Các Hạ lại muốn làm thần? Tại vì chỉ có thần mới giúp người khác vô điều kiện thôi à. Nó suy nghĩ dễ thương như vậy, mà không giúp nó thì cũng thấy tiếc. Mà giúp nó thì ở trển mà biết chắc mình khổ làm thần luôn. Rồi, ta giúp Các Hạ. Gì hả? Nhưng với điều kiện là Các Hạ phải giữ bí mật. Và một điều quan trọng á là Các Hạ phải tuyệt đối làm theo lời ta chỉ dẫn. Thì hôm nay mình sẽ được học phép thuật. Cầu trời Phật cho xui xẻo tới. Ông thần đi mày. Ê, ông, ông có định đi học không? Hôm qua tao chơi game điện tử khuya quá, thôi hôm nay tao nghỉ học. Trời ơi, có gì Các Hạ kêu tao nha.
Thần gì đâu kỳ cục. Đi. Nhiều lúc tao cũng muốn làm thần giống như ổng á. Gớp. Nói chơi đi thôi. Đi học nha. Có khi nào ổng hẹn mình ở góc cây bên kia mà mình quên không ta? Dám lắm à. Sao nghe quen quá vậy? À, chết thật, Lam Các Hà. À mà thôi, nếu Lam Các Hà quyết tâm quá thì ta dạy. Còn không à? Biết ta đang làm gì mà. Đăng Các Hạ đừng lo. Lam Các Hạ ơi, Lam Các Hạ ơi, Lam Các Hạ ơi. Hả? Dẻo, ông tới rồi. Tôi đợi ông tới được rồi. Vô đây. Tại sao Lam Các Hạ lại muốn học phép thuật đến như vậy? Tại Lam thích giúp người khác. Với lại bà má Lam có nói giúp người là làm việc tốt, mà làm việc tốt thì đáng làm mà. Nhưng tao muốn nói cho Lam Các Hạ biết một điều, một điều hệ trọng. Có thể nói đây là quy tắc khi học phép thuật. Thì mọi thứ đều có quy tắc riêng của nó mà. Ừ thì cũng không có gì to tát cả. Chỉ là khi Các Hạ mà giúp cho người nào khác một điều gì đó may mắn, thì những người thân trong gia đình Các Hạ đều sẽ bị xui xẻo. Có thể là nặng hơn hay nhẹ hơn. Như vậy thì ai dám làm điều thiện nữa. Tại vì Các Hạ còn nhỏ nên chưa hiểu được triết lý cho đi là còn mãi. Khi Các Hạ cho ai một điều gì đó may mắn của mình, thì người đó sẽ cho lại người khác nữa, và người khác sẽ lại cho đi, thì may mắn sẽ mãi vẫn còn. Hiểu không? Hả? Ta lấy ví dụ nha. Nếu một người trúng số, nếu mà người ấy để tiền trong nhà tiêu xài, thì đến một ngày nào đó cũng sẽ mất hết. Tuy nhiên, nếu như người đó đem số tiền đó cho lại những người khác, thì sẽ có một người may mắn nào đó nhận được tiền, rồi lại đi cho người khác nữa. Rồi các hạ nghĩ xem, đến một lúc nào đó, cái người trúng số ban đầu đó sẽ may mắn nhận được tiền. Đó, thì may mắn sẽ đâu bao giờ mất, mà sẽ mãi mãi còn. Đúng chưa? Như là hôm nay á, mình cho người khác ăn, rồi sẽ có một lúc nào đó, một người nào đó sẽ cho lại mình. Đúng không thần?
Lam thường thấy á, mọi người trong gia đình Lam hay giúp đỡ người khác. Lam học phép thuật là để giúp người. Nếu gia đình và người thân của mình phải hy sinh một cái gì đó để giúp người khác thì họ cũng sẵn sàng mà. À vậy thì Lam Cát Khả đã qua giai đoạn thử thách rồi đó. Như vậy có nghĩa là ngày mai chính thức chúng ta học môn phép thuật. Nhưng mà Lam Cát Khả phải chuẩn bị tinh thần nha. Ta nói trước, ta không phải là người thầy dễ tính đâu đó. Yeah! Thành công rồi, tôi đang giúp mọi người đây. Điều đầu tiên của việc học phép thuật chính là điều quan trọng của việc học phép thuật á, không phải nằm ở tài năng, năng khiếu hay một cái gì đặc biệt, mà chính là tấm lòng của người học và cơ may. Cơ may. Ủa, xui xẻo. Sao gia nhập học phép thuật phải đợi cái nón này vậy? À, ha. Ta cũng không biết nữa. Nhưng mà cái luật là như vậy đó. Sao cái nón này bằng giấy mà không phải là chất liệu khác? À, giấy là thứ mắc nhất, quý nhất mà khó tìm nhất ở xứ thần tiên đó. Sao vậy? Tại vì môi trường đã bị hủy hoại hết rồi, đâu còn cách nào để làm ra giấy được. À, tập tịch các hạ nè. Dễ thương quá à. Này là cái gì vậy? Đủ thần đó. Đủ thần? Vậy là làm phép thuật được. Ông đâu vậy? Ta bay khắp cùng trời và mình mong trong gió. Khi bạn nhầm lửa, ấm áp tan dần. Có tôi trong hơi ấm mê. Khi trời đông giá khoảng, tôi ở khắp mọi nơi, tôi ở quanh bạn. Bạn hãy cảm nhận và nhớ đến nhau. Khi bạn không có, hãy đặt tay lên. Tôi sẽ đến và hãy gọi tôi. Tôi luôn mơ, tôi sẽ đến và
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.